Dạ đồ hiệp sĩ với tài Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị về đây để nhờ anh em xin Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là rất nhiều các phải nói các bạn trẻ, các em trai về đây mong muốn là nhờ anh em xin Dương đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Em Em cho chào anh biết là em tên gì? Em tên là Quỳnh Công Bằng. Bằng à? Dạ. Bằng nhiêu tuổi rồi? Dạ 36. 36. Em hiện đang ở đâu? Em đang ở mà khu dân cư Thung Lũng, Tân Phước, Tân Bình với em chứ. Dĩ em Bình Dương hả? Dạ. Là quê ở Bình Dương luôn hả? Không, quê em Cà Mau. Cà Mau? Dạ. Ủa xa vậy hả? Rồi em cho anh biết hôm nay em về đây nhờ anh em ship Bình Dương tìm ai? Dạ, tìm người chụp hình là vợ em là Cao Thị Út. Vợ Cao Thị Út hả? Dạ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng 36 tuổi. Vợ bằng bằng tuổi luôn hả? Dạ. Hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Mình được mấy người con chung rồi? Hai người con. Trai gái? Hai nhóc trai. Con em còn đang học không? Học lớp Thằng mấy rồi? lớn thì đang học lớp 7, còn nhỏ đang mặc mới trường trồi 2. Mầm lớp trội à? Dạ, trời. Gọi là mẫu giáo nhà trẻ. Đúng. Dạ. Ủa nhỏ vậy hả? Dạ. Em hiện nay đang làm công việc gì? Em làm bên công ty về da. Còn vợ? Vợ cũng làm công ty về da mà khác công ty. Vợ em quê ở đâu? Dạ em Phú Yên. Quê Phú Yên, Dạ. miền Trung hả? Dạ đúng. Hai vợ chồng em mình lấy nhau, sống chung với nhau lâu chưa? 14 năm. Ồ, thời gian dài nhỉ. Trước mình yêu đương hay là mình tìm hiểu hay là mai mối? Mình yêu đương tìm hiểu. À, tự quen nhau Dạ. Em cho anh biết này, vợ của em bỏ nhà đi hoặc đi đâu? Bữa thứ ba thì hai chồng em buổi sáng nó cự lộn, thì do kiềm chế cảm xúc của em đó thì có tán vợ ba bạt tai. Vợ đi tới nay mà nhưng mà liên lạc thì không biết ở đâu, người nhà có khi điện thì nó nhắn tin là trả lời, có khi là không, mỗi khi điện nhưng mà không nghe máy, chung là cũng báo bên người thân gia đình đó mà không có kiếm được, nên là đang nôn nóng là biết ở đâu cái gì hoặc là chỗ nào cho nó an tâm xíu. Điện thì vợ nó lại không bắt máy, người nóng ruột quá nên nhờ mấy anh kiếm giùm, đăng lên cái trang này Em có nhà ở đây hay là ở trọ? em mới dọn. Trọ hả? Dạ. Kinh tế gia đình hai vợ chồng ổn không? Để nước kinh tế cũng ổn. Con em học tại đây hay ở quê? Giờ đây hết hai Ở nhóc đây. em hết. Còn hai vợ chồng ở với hai đứa con đấy. Vợ em thời gian gần đây là có cái biểu hiện gì nó khác lạ mà hai vợ chồng phải lẫn nhau? Nói chung là cũng có biểu hiện bình thường, có cái thấy cũng là lạ thôi, nhưng mà có bữa đó thì em vô tình buổi sáng 5:40 thì em quét lau nhà thì em chụp lên thấy một cái lời mời kết bạn của bạn nam kia, thì nói chung là với một cái tin mà trong một cái tên ở trên Zalo kia nữa, thì em mới hỏi thì vợ em nói là không biết, còn cái người kết bạn kia thì vợ có nói là em không kết bạn là được cái gì thì xóa bỏ rồi, còn bạn kia em hỏi thì đó là nữ, nhưng mà khi mà điện thì đang lúc mà kiểu em cũng quen tu xíu cho nên là vợ em xóa luôn, cái người kia bên kia xóa đi, mà vợ em lại đạt không được cho nên là em mới nóng lên, nói ủa bạn bè không mà khi hỏi lại xóa đi, thì mới nóng là tán theo bạt tai thứ hai, thì vợ em mới nói là này mày tán đi luôn Mẹ mày phải sẽ tăng vào tôi đi luôn. nói gì đó, cho nên là em mới là lúc mà đưa con đi học vô Ken nhỏ đi học về thì mới nói bây giờ gì cái sao, nó là nói gì em mới tán bạt tai thứ ba đó là có thể đi Đã tới đi giờ. hàng luôn. Nhờ Vợ em thì trước là đã gây chuyện hai vợ chồng gây lộn mà vợ em bỏ đi lần nào chưa? chưa có Khó đi. dạ, có về quê nhưng mà người nhà cũng biết, chứ nói chung là điện về quê đó cũng cũng còn gia đình điện biết được, thì em lại đi ngoại cũng nhận lỗi bên gia đình đó ngoài Ở kia. Phú Yên hả? Dạ cũng đi ngoại kiếm về rồi nhưng mà bây giờ lại là không liên lạc được, người nhà cũng không liên lạc được ở đâu, em muốn là ví dụ như là có coi này thì nó liên lạc gì, ừ em ở đâu em làm Em còn thương vợ không? chắc không. Hai vợ chồng mình đi làm là tiền ai giữ? Tiền thì vợ em giữ, nói chung là giống như thì em lãnh lương về trước em mùng 10 còn vợ em 12, thì vợ em xây sở nhà hết, ví dụ sửa sùng rồi phòng trọ rồi tiền góp xe hay góp điện thoại gì đó cũng có mua, rồi Nói chung sửa chi tả cho phí. con. Dạ rồi xong còn dư nhiêu thì mình nói vợ chồng mình biết gì đó, còn vợ nhiêu thì ấy, còn cái khoản nào giữ riêng Nói chung là thì vẫn công bố cho nhau biết đúng dạ đúng rồi, chứ không có ai mà thầm kín gì hết, chuyện đó nói chung là cũng bình thường, vấn đề tiền bạc thoải mái vấn đề đó, chứ không có gì mà em đang có giữ tiền mới làm vậy. Em có khắt khe với vợ hay cấm đoán gì vợ không? Nói chung là em chỉ nói thật đó, giờ em không thích vợ là kết bạn với trai trong công ty thôi, bởi vì đó là
làm á thì em có nói là bây giờ ngoài đường nhiều thứ, nói chung là em muốn vợ chồng mình ấy thôi, chứ còn nếu mà kết bạn nhiều thứ quá thì lại không ấy. Nói vợ em nó nói là kết bạn chứ có gì đâu, nói chung là em hơi có vấn đề, nó có vấn đề đó chứ không có vấn đề mà dụ còn quần áo hay là những thứ mà trang sức hay gì đó thì cứ theo cái mà tự vợ mua, tiền có nhiêu thì mình mua thôi, chứ không phải là ép bụng hay làm gì đó không cho vợ mua sắm để đó, không có, chung thoải mái kia. Em chỉ có vấn đề là lô á, được kết bạn chứ mà nhưng không biết thật đúng, ví dụ như anh biết em anh thì ok, người thân nhà mình thôi. Cái công ty có là ý của em ấy, em không mong muốn cho vợ kết bạn với nhiều người gọi là khác giới, không không biết nữa, ví dụ như bạn không bè, rõ ràng giờ đúng rồi. Còn nếu như mà người thân trong gia đình thì cứ bình thường thôi, công ty 1.000 người mới dụ như người đó cho số nữa nhau kết cũng đâu có làm gì đâu. Nó nhiều khi mà nói em kết vô nặng máy em chạy chương trình không nổi, nhưng mà nó khi cũng vợ nói em là nhiều khi vấn đề mày ghen quá, gì mày cũng ghen quá mất. Nhưng mà vợ em và em đi làm đi, hai người có cùng công ty không? À, hồi trước cùng như giờ thì riêng. Xa cách xa nhau không em? Nó khoảng 6 phút 5 phút à. Cũng gần mà. Dạ em ở ngay chỗ ăn phú công 7, còn vợ em khu nghiệp B đường Tân Tân Hiệp. Thường thường hai vợ chồng đi làm về ai về trước? Thường cũng có khi là em về trước khi vợ về trước, nhưng mà thời gian qua công ty sớm này thì vợ em về sau nhiều, cũng có vài bữa thì vợ em cũng không có hàng gì trước. Nói chung là công ty mà mình về mình có phụ vợ cơm cháo gì không? Khó chứ, về sớm thì em lo hết tất tật, ví dụ như nhà cửa đi chợ búa nấu ăn nấu uống giặt đồ vũ hết. Vợ em thì cũng nếu mà về sớm thì cũng vậy, nói chung là không có chia bay gì vấn đề đó, chung phụ qua phụ lại hết. Nhưng mà có thì cũng có vấn đề thì một phần thì em cũng nói là ghen vấn đề đó, cho nên là vợ nói chung là mình ghen. Dạ, nhưng mà tôi cũng nói thẳng là cũng lỗi là cho cả hai người. Dạ. Một người thì đi kết bạn với những người khác giới. Dạ, đúng. Hay còn là chồng thì không thích như vậy. Dạ đúng. Nói chung là đàn ông thì không ai thích như vậy. Em ạ. Mình có chồng không có con này đúng không? Vợ gọi là theo mình hiểu là có chồng có con để kết bạn, mục đích chính là nói chuyện với người ta đấy, mất thời gian không được gì mà thậm chí chắc đối có thể là rất nhiều phiền toái về sau. Dạ. Ví dụ như em nói cũng nói giờ ví dụ bạn em trên Facebook á đỡ nhiều, nhưng mà gia đình em á thì cũng có, em nói thật là muốn bán trên tâm cua thì em lấy mạng xã hội của em á thì em bán hay hơn, thì em có gợi ý như vậy. Chứ nhiều khi mà mình tận dụng cơ hội làm thôi, đó là nói tâm sự vợ em ghi. Còn Zalo thì thấy nó chẳng được như mình quen, nói chung là nó không chìm được, như chỉ có quen biết thôi. Nhưng mà ở trong công ty nhiều khi em có nói lại đó, em thích cái vấn đề đó, đó là em nói thật em thích. Anh hiểu được cái cảm giác của người đàn ông. Cho nên thì em muốn nói thật là em kiềm chế không được, nói chung cũng hứa là cũng có nhiều lần cũng tán, nhưng mà em nói là em cũng cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng mà do khi nói chuyện lại vợ nói chung đó, em cũng có khi mày tao thì vợ mày tao, cho nên nó cảm giác cảm xúc nó không có kìm được, thì nó cũng biết, nó giận vợ nó giận rồi, thì bây giờ cũng mong là em thấy thì con em hiện nay đang ở đâu? Con em thì đang đi học tại đây hả? Dạ. Bình Dương. Dạ, Di An hả? Dạ. Còn vợ em thì đi đâu không biết, mất tích từ dạ. thứ ba ngày thứ sáu. Dạ. Ba ngày rồi. Dạ. Vợ đi buổi sáng hay buổi chiều? Buổi sáng luôn. Vợ đi có đem theo cái gì đi không? Hôm qua vợ em đi làm, vợ em về lấy đồ hết. Lấy hết đồ? Dạ, lấy quần áo, tư trang. Chắc chắn là vợ em có sự chuẩn bị. Lấy như vậy là có sự chuẩn bị. Còn đột, bột phát phải khác. Bột phát là ông đánh tôi là tôi bức xúc tôi đi luôn. Thậm chí không có cái gì luôn, mỗi bộ đồ trên người. Cái đó thì bữa trước á, bữa mà ngày đầu tiên á, bữa thứ ba á, thì vợ em đi là không có mang gì theo. Thì bữa sau nữa, bữa thứ tư đó, thì vợ mới kêu quay về nhắn tin, không là nhắn tin cho em kêu chuyển, em chuyển 1 triệu ăn cho trả tiền phòng khách sạn đó, đi về ăn sáng đi về, khi mà nhận tiền không thì vợ em nói không, vợ em muốn về, khi chuyển xong là mất luôn. Dạ. Rồi xong cái ngày hôm qua thì nhắn tin là đúng đó, em mới thay vì phá cổng, nói chung là người về điện em để về nói chuyện, mục đích là em về nói chuyện thôi. Vợ mới nhắn tin là nói đồ của, nói chung là đồ của ta xong em cho lấy, nói em về nào mà không cho lấy. Em về hả? Thì cái nhắn tin này kia thì em kêu thôi về đi, em cũng nói nhưng mà cũng hối hận rồi, tán với anh cái cũng lỡ tay thôi chứ không phải là cái gì. Em về con với anh đi. Xong giờ em nói không về đâu, về quýnh ta chết sao? Nói đóng thâu chai rồi, giờ con mà quýnh nữa. Thì giờ em mới nói là bây giờ thì
mày nói thì tao mà chịu, tao chặn hết là mày không biết nói được đâu. Nói đi. Thì không. Đó là cho cơ hội cuối cùng đúng không? Hờ nói đi. Thì nói xong bắt đầu nó chặn hết luôn, bắt đầu cái thì em về thì con em biết chưa? Thì nó học về khoảng 1 giờ rưỡi á, 11 giờ rưỡi em đón về thì 1 giờ rưỡi gì đó khoảng đó nghe con nó có đồng hồ. Mà điện thoại nó cũng hư luôn, mà xu nó hư luôn. Cho nên mẹ về cũng không chẳng có điện được cho em. Thì về em thấy đồ đạc nó trống lòng, nó dần là nhìn thấy. Con đã dọn hết rồi. Giờ này thì mẹ nói là mẹ dọn đồ rồi, mẹ đi làm bữa nào dịp về thăm con nó gì đó. Theo em nghĩ thì như vậy là tin lành hay tin dữ? Theo em thấy tin lành hay tin dữ? Thì em thấy dữ. Dữ. Mà em trước đây đã từng bỏ nhà đi nhưng vì giận nhau. Yeah. Nhưng mà đi không mang đồ. Không, giờ em cũng đi mang đồ, cũng có. Cũng có đi mang đồ. Nhưng mà lần này là... Nhưng mà biết, biết ví dụ đi là đi về quê hoặc là đi qua chế của anh chị thì biết. Nói chung là đi không bằng 3-4 tiếng hồ là điện về nói là tôi đang ở quê hoặc là tôi đang đi về quê hoặc là đang chế gì đó thì biết. Nhưng mà đi mấy bữa nay mà không điện người gia người nhà người thân nó điện chẳng ai bắt máy mà hỏi thì không trả lời. Nói chung là một phần là rất là em lo vấn đề đó, thì bây giờ ví dụ như giận hờn thì mình tán phải giận rồi, nhưng mà phải có biết cái vị trí hoặc ở đâu, ở Bình Dương hoặc là về quê gì đó thì muốn điện cút cho em. Em đã tìm hiểu cái công ty hiện nay bảo em hoạt động không? Em hiện thì nó dạy em nghỉ. Em điện chồng thì nó dạy em nghỉ. Nó nghỉ rồi. Yeah. Có lẽ em cũng hỏi rõ trong công ty người ta nó nghỉ rồi. Yeah. Mà chỉ có biết được có thằng em chồng mà còn quản lý thì điện nó cũng nói là nghỉ. Ngày hôm qua hôm nay thì em không có điện. Nói chung là thật hay giả mình chưa biết. Yeah. Chưa xác nhận được. Bởi vì em cũng không biết chính thức là em làm công ty đó nhưng mà khu nào ở đâu. Biết khu nào biết, ở đâu biết, nhưng mà ý nói là mình không biết có làm hay không đúng là. Nhưng mà chắc chắn là bữa thứ đầu tiên thì ngày đầu tiên cũng làm, ngày thứ hai cũng làm. Còn ngày thứ hai hôm qua thì em sợ nhất điều gì hiện nay? Em sợ mắc vợ. Nói chung là phần mắc vợ thì cũng tội con em. Hai đứa con của em cái tuổi này em là đang cần cái tình thương của mẹ nhiều. Dạ. Vì tuổi này nó nhỏ mà mình là người đàn ông đúng không? Mình đi kiếm tiền nhưng mà không phải là về tí mình no mình tắm rửa cho nó, mình cơm cháo cho nó được em ạ. Nên vì vậy cho nên bây giờ cũng chẳng em có tiền thì em không có tiền, nhưng mà nếu không có người phụ nữ bên cạnh là đặc biệt vợ của em thật sự rất rắc rối. Dạ đúng rồi. Thì đó thì em nói đến vợ thì bây giờ em thấy gì đó thì mới cần tình thương của cha với mẹ chứ không phải mình nói em. Sao lúc mà trước khi xảy ra chuyện sao mình không bình tĩnh để nói chuyện với vợ? Nói chung là bị cảm xúc thì nó cảm xúc nó không kiềm chế được vấn đề đó, cho nên nói chung là mình thất bại là thất bại đó, người đàn ông mình thất bại mình cảm xúc mình nóng tính là hỏng chuyện. Dạ đúng. Bây giờ thì tất cả những người nóng tính em để ý hỏng chuyện. Dạ. Em thấy kể cả cái vụ mà cái ông tướng nào ở Bình Dương này, ông tướng mà đi xe mà ba quẹt treo dí nhau em cầm xương bò tám vào kiến người ta, em thấy chưa? Nếu nóng, nếu mà bình tĩnh thì đúng lại là chuyện bình thường, đừng có giật dí người ta đúng không, đừng có tám vào kiến người ta, bây giờ đi lại người ta chưa đó. Vì vậy cho nên không phải cái câu chuyện đó là những ví dụ đâu. Yeah. Tất cả câu chuyện kể cả hôn nhân gia đình, kể cả tình cảm hay kể cả là trên đường và tất cả là giao dịch, mình xử lý một cái đầu thật lành. Ai con người ta ai chả nóng, ai cũng nóng hết chứ, nhưng mình phải kiềm chế. Vì nóng là sẽ bậy, mình nóng quá mình không có kiềm chế được cái cảm xúc cũng như cái tâm lý của mình, mình không vững được, mình hết bình tĩnh rồi mà mình sẽ làm bậy, mà làm bậy là sẽ có chuyện. Yeah. Đến giờ phút này chính thức là em đã làm bậy vì vợ mới bỏ đi. Yeah. Dù rằng vợ em đúng hay vợ em sai, lúc bây giờ em có thể nói chuyện với cô ta một cách nhẹ nhàng, mà nếu cô ta không nghe thì ngày hôm sau mình nói chuyện, mình bỏ đi chỗ khác ngày hôm sau mình nói chuyện đúng không? Nhưng mà bây giờ anh nói ví dụ như không may em nóng, đây là em tán vợ em cái bàn tay một vài cái nó chưa đến đâu, nhưng không may nó nằm xuống thì giờ này em không ngồi đấy đâu để tìm vợ đâu. Yeah. Đúng không? Giờ này em đang trông vào công an. Nha. Giờ này em đang gọi là đeo lắc bạc. Nhiều người nhiều phụ nữ em thấy không? Rất là nóng quá, mình không cố ý nhưng vô tình không may em ạ, làm theo ai nói trước được.
đã là nóng mà mình đâu có kiềm chế, mình đâu có biết được chỗ nào là chỗ tốt và chỗ nào là chỗ hiền, chỗ nào cũng lành đâu, đúng không? Đó, hay vì vợ nhân vợ em bây giờ mình bỏ đi, dạ, mà bỏ đi thì cũng khó. Bây giờ quan trọng em phải sửa đổi tính tình, thì mình cố gắng tiết chế này, không lắm. Mình nóng tính không phải với vợ mà nóng tính với người khác thôi. Không có chuyện, ví dụ ra đường em ba quẹt xe, dù đúng hay dù sai mình đứng lên nói chuyện bình tĩnh. Người kia người ta nóng người ta chửi mình, cho mà chửi, nhỏ hơn hay to hơn cho mà chửi, được chưa? Nhưng mà mình tưởng mình ăn được người ta là cuối cùng là có chuyện lớn rồi. Nên kinh nghiệm lại thì sáng hôm nay nhà anh đây thì nói luôn rồi đó, thì bây giờ em tới đây rồi thì tất cả mọi người cũng đã biết rồi đó, thì em hứa luôn bây giờ về á thì không bao giờ nó vấn đề đó nữa. Em nói chuyện với gia đình vợ em chưa? Em nói rồi. Em có năn nỉ ba mẹ vợ này, xin lỗi ba mẹ vợ, ba em thì mất rồi, mẹ em vợ thì ở đây là điện thoại của mẹ vợ điện không được để nói hư gì đó, thì em muốn nói với mấy chị, mấy chị ruột có chị ruột thì chị dâu. Em phải nói chuyện với tất cả các anh chị. Được. Chuyện vợ chồng hôn nhân mà, cái chuyện mà cái lộn nhau là điều không tránh khỏi. Nhưng mà để cho xảy ra cái chuyện mà như thế này thì đáng tiếc. Thì em cũng có điện ngoài em nói về vấn đề đó, thì vợ em có mà có cái bà giống như là kêu mà mẹ nuôi trong công ty á, thì có liên lạc được chắc chiều vào thứ tư. Thì vợ mới nói là con không về nữa đâu, con làm đơn ly dị rồi. Trời. Mới chiều tòa kêu lên thì tính. Thì mà em thì em không có mong muốn cái vấn đề đó. Đồng ý là nếu mà ly hôn ấy, ai thì cũng có hạnh phúc riêng. Giờ thì đó. Thì ví dụ như vợ em nói, vợ em ly hôn, em đồng ý gì không? Em thì em muốn. Thí là em không muốn ví dụ gì. Nhưng mà 5 năm nữa, hoặc 3 năm nữa, 2 năm nữa gì đó thì cũng phải kiếm một người đó, nhưng mà con khổ, con là khổ nhất, có cha thì không có mẹ, mà có mẹ thì không có cha. Mình chắc chắn sẽ phải lấy vợ, mà vợ chắc chắn sẽ phải lấy chồng, tuổi này mới có ba mấy, không thể ở một mình được, yeah. Đúng không? Nhưng mà các con của em mà sẽ rất khổ, tuổi này đang tuổi bắt đầu học hỏi, đúng không? Đó. Học mọi người nói chung là em muốn giống như là em làm còn vợ em nhà kèm con đâu được học rất khổ đó, nóng một cái. Nếu như bây giờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng lên thông tin, yeah, vợ em phản hồi lại và nói quyết định không về, tự ông đưa con đi, tôi không cần con nữa. Em đã tính sao? Thì bây giờ mà vợ em nó phản hồi như vậy thì bắt buộc á là vợ em mới đưa ra tòa rồi, thế này anh tòa thì em muốn xin thôi, anh tòa muốn xin tiếp. Luôn là giờ muốn gặp vợ, nói nó dễ. Em hơn. Mong muốn là vẫn gặp vợ. Dạ. Dù rằng tiếp tục hay không tiếp tục, dạ, nhưng phải gặp nhau, dạ, để nói chuyện. Thế để né né mình không có nói được, mình bức cứ trong lòng lắm. Ừ. Nó thiết là hiện tại bây giờ là mình đang sốt ruột. Ừ, khó chịu. Anh biết là em rất buồn, rất nghẹn lòng. Em ạ, ai vậy? Mình là con người đều có cảm xúc, đặc biệt hai vợ chồng sống với nhau rất nhiều lắm, ngọt bùi đắng cay đúng không? Yêu thương, giận dỗi, nốc sướng nốc khổ. Từ khi mà đang yêu nhau rất lòng thắng đúng không? Từ khi mà chưa có con, đó, đến giờ phút này tình cảm dành cho nhau đã rất nhiều. Em bây giờ thì chồng cũng nóng mà vợ thì cũng nóng, vợ giận bỏ nhà đi luôn. Yeah, nói chung là cũng nóng, nhưng mà bởi vì nhiều khi là nóng quá, hai chồng nóng quá không có đi nói chung, bắt đầu cái nó xảy ra vấn đề đó. Em có khi nào nhậu nhẹt say xỉn bê tha không về nhà kiếm chuyện với vợ? Nói chung là nhậu thì lấy thứ bảy chủ nhật em nhậu, còn đám tiệc bảy của nhậu thôi. Một tuần có khi là một tuần em nhậu mà lần, hoặc có khi ít lắm mà nhiều lắm hai lần thôi, cũng đi làm chứ không phải là ngày nào cũng được đi sớm. Mình nhậu nhưng mà mình nhậu với bạn bè công ty hay là hàng xóm hay là những người cả chỉ có công ty vậy thôi, chứ ít có mới dọn chứ chẳng quen biết ai. Mình đi nhậu đem về mình có kiếm chuyện với vợ không? Ít cũng để ít bị em nhậu, bị em nhậu ít có em á thì cũng có đến là em nói thẳng là ví dụ từ ngày xưa giờ cũng có vấn đề là
nhậu về em ít có sỉnh, nói thật luôn. Thì nhậu em cũng khá khá, nói thật. Thì về cũng dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa hết thôi chứ không có gì. Còn vấn đề thì nói rồi cũng ngủ chứ không thấy. Còn em nói là khi Nhưng chồng mà có vợ tình em có khi nào phàn nàn mà em đi nhậu về say xỉn là vợ không mong muốn những điều đó? không ít, nói chung về cũng vấn đề vậy. Em có biết em làm công ty thì phải giao thiệp này kia, nói chung là vì em làm công ty là em làm một đốc công ty thì phải nhiều khi cũng phải đi chơi với khách hàng hoặc là Nếu như gì không may mà bây giờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được nhà, đồng ý là hai vợ chồng giận nhau vợ bỏ đi, đó. nhưng đôi khi mà vợ bỏ đi 3 ngày thì vô tình lại quen một người nào đó, anh em mà vô tình tìm được mà đang ở chung, người ta đang bao bọc và nâng đỡ hoặc giúp đỡ hoặc gì đó vân vân và em Thì sẽ nghĩ sao? nếu mà vấn đề đó thì em mong muốn là vợ, ví dụ bây giờ nó người đó, trong khi người đó ví dụ người đó chưa có gia đình đi, lời chấp nhận nuôi vợ em thì em phải buồn. Vợ năm nay 36 37 rồi đúng không? Vợ sinh năm 8 Dạ, mấy? 89. 89 hả? Dạ. 89 35 tuổi à? Dạ bác. Nhưng mà nếu để gặp một người đàn ông mà bây giờ chạc tuổi đó mà chưa có gia đình, anh nghĩ khó. Dạ, nếu mà em nói thật luôn, tại vì em ghen thôi chứ nếu mà tôi so với mấy cái đời sụt sống á thì em cũng thua. Nói thật luôn, nhiều khi em làm á thì bị nếu một số anh em chỉ có nhà ở đây á thì quả mai mới là mình đi làm ngoài thì lương có thể là 20 trở lên thì mình sẽ sợ cuộc sống được. Còn em á thì cũng được 20 hai mấy triệu, nói chung cuộc sống vợ em cũng do con em gia đình em cũng không phải là Không, nó khổ lắm. nó khổ lắm. Nói chung là cũng chẳng giàu sang nhưng mà cũng là nói chung là cũng sống được. Cho nên một người đàn ông ví dụ như bây giờ mà muốn là 5 triệu 10 triệu vô với vợ em thì cũng là khó đó, mới thật luôn với vợ em. Anh biết điều đó, Dạ anh biết là cái cảm giác của em đang suy nghĩ. dạ nhưng mà ví dụ như bây giờ hiện tại có một số thì em biết để làm cho lạ, ví dụ người ta đang bị té đi mà người ta cứu vớt mình lên, giống như anh nói là 3 ngày 4 ngày của một người đàn ông khác thì có thể là nếu mà vợ em suy nghĩ đi 3 ngày 4 ngày vậy nhưng mà 3 4 năm sau nó được vậy thì cứ làm thì em chấp nhận nuôi con, nói nó thật. Nhưng mà em vẫn mong suy nghĩ lại chứ mười mấy năm nha, chứ còn sóng gió biết qua rồi. Anh biết rằng em đang suy nghĩ cái cảm giác mà vợ mình đôi khi quen một người khác, đôi khi là lương người ta chỉ vài ba triệu mà rõ ràng em thì có thể làm ra nhiều tiền hơn, nhưng đôi khi vợ em đang rất quá giận, bây giờ không quan tâm người ta bao nhiêu tiền và không quan tâm người ta giàu hay người ta nghèo, người ta già người ta trẻ, miễn sao người ta chỉ cần hứa anh sẽ yêu em, anh sẽ thương em, anh sẽ lo cho em cuối cuộc đời. Đôi khi Thì vợ em tin tưởng mà vợ em tưởng thật, còn sau này thì để chưa vợ nó biết khác được. đúng không? Được. Đó thì rất khó. Thì mong là em suy nghĩ cho chín chắn vấn đề đó chứ không phải gì. Nói chung là vợ chồng bắt buộc phải có một cái vấn đề gì đó chứ không có vợ chồng là hoàn hảo đó, em nói thật luôn. Phải có, chỉ có người dưng á thì người ta không nói với nhau, không cự lộn nhau thôi. Còn đối với những vợ chồng mình đó, thì phải nói mới hiểu. Ví dụ như ông làm này tôi không thích, bà làm thích thì em thẳng qua. Ví dụ bây giờ em không thích anh đi nhậu thì vấn đề đó dù em cũng bớt, ví dụ vậy. Ừ, không thích đi về khuya thì cũng đó. Còn bây giờ anh ngược lại, ví dụ anh không thích em kết bạn với người lạ thì vợ chồng mà mình nói mới hiểu nhau chứ đúng không, chứ mình cứ im ghe giống như là chỉ im ghe tối ngày im ghe là trong lạnh lùng là một ngày cũng đã ra đi lạnh lùng không biết luôn. Đó là tính em, nói thẳng em thích cái gì và em không thích cái gì là em cũng nói thẳng luôn cái vấn đề đó. Nhiều khi vợ em nói là ông khó quá, cái gì ông cũng ghen, nhưng mà không phải, bởi vì mình với ngày xưa em cũng đi ra ngoài em biết đàn ông mình nó khác lắm, nó muốn chỉ muốn ăn thịt không à, nó nói thật luôn, muốn ăn thịt người ta không à, rồi xong mình muốn làm kệ mày, cho nên em sợ sợ mất vợ mất mẹ mất mẹ con em. Anh hiểu. Nói chung cho đàn ông ấy, ra ngoài ấy, để giúp gái ấy, thì không ai nói chuyện trò ấy. Giờ Toàn nói chuyện ngoài rất ngon này. giờ rất không Có thể nhiều người chồng ở nhà nói chuyện rất khéo, cư xử với vợ rất tốt, nhưng vẫn gặp người đàn ông khác nói chuyện còn tốt hơn nữa, còn giỏi hơn nhiều lần. nhà đúng không Người ta thuyết phục, người ta nói chuyện rất hay, chuyện trời như biển đúng không? Nhiều khi nhiều cô vợ cứ tưởng là ông chồng mình không được, ông chồng mình như này so với ông này, ông này không có cửa, thôi mình bỏ ông chồng mình sẽ theo ông này sẽ xuống đây, nhưng ai ở là cùng theo người ta thế mới thấy cảnh, nhà đúng nhưng mà trước mắt thì là sẽ mất chồng mất con. tóm lại thì bây giờ thì nói chung quanh em cũng muốn là vợ em về
Để nó cũng nói là vấn đề là con em đang tuổi nhỏ quá, mà để mất cha mất mẹ nó được lựa chọn á, mình á thì có quyền lựa chọn, nhưng mà con nó không có. Đúng, chắc chắn là con em giờ bảo đâu sao phải nghe vậy. Nó biết gì đâu mà. Không thể lựa chọn được. Nó không thể lựa chọn là cha mẹ thứ hai của nó được, đúng không? Đó. Khổ. Thôi bây giờ này, em hãy nói một điều gì đó, dù rằng dù sao chăng nữa em cũng là người lóng và sai nhất trong câu chuyện này. Dạ đúng. Em hãy nói chuyện thành khẩn để hy vọng là vợ của em cũng như gia đình vợ và mẹ vợ và các anh chị em và bạn bè của vợ nói chuyện để động viên vợ em, để hy vọng vợ em cho em một cơ hội cuối cùng lần này để hai vợ chồng về tiếp tục có nhau để nuôi dạy các con. Anh không mong muốn những cuộc tình chia tay nhau tội nhất đứa trẻ. Anh nói chuyện rất chân tình. Rồi em hãy nói chuyện với vợ em làm sao đó thuyết phục để vợ em nghe được, hiểu tâm lòng của em, biết rằng sửa đổi, biết tội cũng nhận sai. Đó, mình là đàn ông mình dám làm, dám chịu. Dạ. Rồi em chia sẻ đi. Thì hôm nay cũng anh đến đây thì nhà mới bên đội anh Nguyễn Thanh Hải á là livestream và chia sẻ lên cộng đồng mạng luôn. Để tìm em là Cao Trúc. Thì cũng nói tóm lại là nãy giờ cũng chia sẻ thì nó là trong lúc mà cơn nóng thì anh không kiềm chế được. Cho nên á thì anh đã tát em đi đó. Thì thôi bây giờ không có giận á thì cũng mới về với con với cha anh. Cứ đi thì bây giờ đi anh không kiếm được người nôn nóng lắm. Mình về mình lo cho con mình. Con thì nó quá nhỏ. Thì có mấy anh đây và tất cả mọi người trên đây cũng thấy hết trơn rồi. Thì nếu mà em về một lần nữa cho anh cơ hội thì không bao giờ có lần thứ hai. Là dùng một bạt tay. Nhưng em vẫn hứa vợ em. Dạ. Mà hứa trước cộng đồng. Thì đúng rồi, hứa tới tất cả mọi người mà. Bây giờ thì tất cả các em cũng biết hết trơn rồi. Thì tới đó là nếu mà một tay nữa thì nó không còn gì nữa. Đó là chả cẳng còn mà cơ hội nào cho em. Cái thứ nhất là người phụ nữ người ta không muốn chồng mình nhọc nhẹn, say xỉn, đi lại trễ quá, khuya quá. Hoặc là mình kiểm soát. Em ạ, à, mình kiểm soát không nổi đâu. Khi người ta đã muốn đi rồi đó, em đâu kiểm soát được. Trốn luôn rồi đó, đúng chưa? Em vì vậy bây giờ anh mong muốn là em, mình hãy sửa đổi nhẹ nhàng. Yeah. Em ạ, à, tất cả mình đều giải quyết được bằng tình, bằng lý nhá. Thì anh mong thì là em cố gắng sửa đổi. Thì nếu mà giờ em về thì em mong là giờ em về và sẽ có cơ hội để sửa đổi, chứ giờ về em về không để sửa đổi cho ai. Em có thể nhắc lại cho anh cũng như cho tất cả cô chú anh chị biết rồi. Vợ em họ tên đầy đủ là gì? Dạ em tên là Cao Thị Úc. Cao Thị Úc. Sinh năm 1989. Quê quán? Quê quán Phú Yên. Vợ em đặc điểm nhận dạng sao? Dạ em thì cao khoảng 1m63, người nó trắng. Nhưng mà... Trên mặt có cái đặc điểm gì không? Chúng cũng bình thường, nhưng mà má cũng hơi, mà hơi ốm nên cao cao một xíu thôi. Thì cũng hình thì các bạn và mọi người cũng thấy vậy đó. Thì nhờ các bạn chia sẻ với em thôi. Nói chung ấy, trong cuộc sống hôn nhân ấy, thì ai cũng có sai thì mới chia tay nhau. Yeah. Chứ không ai đúng hết. Nhưng mà tất cả là mình nóng quá hoặc không chịu hiểu cho nhau, không chịu lắng nghe. Yeah. Em ạ, à, cũng như em vậy, em không chịu lắng nghe hoặc vợ cũng vậy. Mới xảy ra những câu chuyện đỉnh điểm là đặc biệt là em đã dùng tay. Đến giờ phút này vợ đã ôm đầu bỏ đi. Yeah. Anh cũng hy vọng là trong cái câu chuyện này, trong video lần này đăng tải lên, vợ em sẽ xem được. Vợ em suy nghĩ lại và có thể cho em một cơ hội cuối cùng để hai vợ chồng về tiếp tục gắn bó sống với nhau, để hy vọng là các con có cha có mẹ em nhé. Thì em cũng mong là em thấy rồi đó. Thì bây giờ là em xin chốt câu cuối với vợ em và mọi người là cho anh cơ hội và sửa sai cho các con mình nó có cha có mẹ. Rồi em hãy nói một điều gì đó cuối cùng để nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng như nhờ tất cả cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được vợ em ở đâu. Thì em nhờ hôm nay em nhờ tất cả các anh hiệp sĩ Bình Dương là bên đội của Nguyễn Thanh Hải và gặp tất cả mọi người đồng mạng, nếu mà thấy vợ em vậy á thì liên hệ với em hoặc là liên hạt cái số con trai của em là có hai số, là gần thứ nhất là 0876 357 030 là số của em, 0878
363015 là con trai của em. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đi, đặc biệt thì vợ em có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin của em đến tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ. Dạ có. Rồi, cảm ơn em. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một em trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa để về đây mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đi nhờ đăng tin để tìm vợ. Trong những tất cả những câu chuyện mà hai vợ chồng giận nhau, vợ bỏ đi hoặc chồng bỏ đi, phải là vô số và rất nhiều. Đôi khi là vì ghen, vì giận, vì những cái câu chuyện mà không hiểu nhau, hoặc vì lên mạng, hoặc vì quen người khác, vân vân và vân vân. Đây là những câu chuyện về đề tài và nó là vô cùng rất muôn thuở. Hy vọng tất cả mọi người mình sống với chồng với con, hoặc có vợ có con, mình hãy lựa lời để nói chuyện với nhau để một cách có thể là tử tế nhất, nhẹ nhàng nhất, để tránh tình trạng mất nhau và các con có thể là mất cha hoặc mất mẹ. Thôi, cuối video cho phép công trần nên là thay mặt các anh em mình xin Bình Dương đã xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào các bạn.